Chào tất cả các cháu, rất vui được gặp lại các cháu trên kênh miền Tây quê tôi của Úc. Hôm nay Úc kể cho các cháu nghe một câu chuyện, cũng là một câu chuyện ma mà cũng là một câu chuyện xưa. Câu chuyện này có thể là cây gáo trắng bị trời đánh. Nếu các cháu nghe video của bác Úc cảm thấy vui thích, nhớ bấm đăng ký và like ủng hộ kênh bác Úc. Úc thành thật cảm ơn. Cái câu chuyện này trước đây bác Úc cũng nghe ông bà kể lại, và hôm nay bác Úc nhớ để kể lại cho các cháu nghe. Vì câu chuyện bác Úc nhớ lại và kể lại đôi khi nó không mạch lạc bằng câu chuyện người ta đọc lại, thì câu chuyện Úc kể lại chắc cũng có phần thiếu sót, mong các cháu cũng thông cảm cho. Thì có một cái nhà ngói xưa nọ cất ở cuối làng và cũng cặp bờ ruộng, đó là ông Ba Thôn, cũng là trưởng làng của một cái làng nọ. Trước nhà của ông Ba này là một cái con đường đất nằm cặp theo một cái bờ kinh nhỏ, và cái bờ kinh này nó chạy suốt cái làng của ông và xuyên qua một cánh đồng nhỏ đến một làng bên cạnh. Nếu mà đứng từ cái nhà của ông Ba Thôn này để nhìn qua làng bên cạnh thì cái khoảng cách khoảng 2.000 thước, khoảng 2 cây số. Và nếu đứng từ cái nhà của ông Ba Thôn này để nhìn ra đồng cặp bên con đường đất thì đó là một cái cây gáo trắng rất lớn, cái gốc của nó có thể 2 người ôm, tàn của nó thì xung xuê, bóng mát của nó che cả một vùng. Thì cái cây gáo trắng này nó được nằm trên một cái gò đất rộng khoảng 1.000 thước, tức khoảng một công đất đó. Và trên cái gò đất này là có rất nhiều mồ mả, mà đa số là mã đất. Thì cũng nhờ được cái nhiều mồ mả này nên hàng năm đến ngày Thanh Minh đó thì người ta đến dọn dẹp rất kỹ càng, thành ra cỏ rác không được nhiều lắm. Có thể nói là cây gáo này là một nơi nghỉ mát lý tưởng cho những người đi đồng, rồi nó cũng là một nơi nghỉ mát lý tưởng cho những cái người nghiện rượu của làng này hoặc làng bên. Thế họ hẹn hò nhau đến gốc gáo này để họ ăn nhậu. Và cũng cây gáo này cũng với bóng mát này nó là cũng nơi cho những loài chim chóc được ngơi nghỉ. Nhưng mà có một cái điểm đáng nói hơn, với những cái bóng mát của cây cổ thụ giữa đồng này, thường thường người ta nói đó cũng là nơi trú ngụ của những quan hồn, của những linh hồn không siêu thoát, không nơi nương tựa. Thì nói chung cái cây gáo này đó nó có thể là bóng mát cuộc đời cho cái làng của ông Ba Thôn này và cái làng bên cạnh. Bởi vì những người đi làm đồng chưa trưa thì họ hay đến đây để họ nghỉ mát, và những người đi đường qua lại với nhau thì họ cũng đến đây nghỉ mát. Có thể nói là một bố bác lý tưởng cho cả làng này và làng bên. Từ trước tới giờ chưa có xảy ra một cái chuyện gì đối với cái làng này và làng bên, chưa có sự ma quái nào xảy ra hết. Nhưng mà có một hôm nọ vào một buổi trưa, có 3 cái người đàn bà đi nhổ cỏ lúa. Đến giữa trưa thì cũng như thường lệ họ hẹn nhau đến cây gốc cây này để họ ăn cơm. Thì sau khi 3 người này ăn cơm xong thì trong khi đó có một cái người đó gọi là chị Ba, thì hỏi mấy người kia là, hôm nay tôi đang ăn cơm nhiều lắm nè, ăn không hết, mấy chị nào có thiếu cơm không? Thì hai người kia nói tôi cũng đủ ăn rồi. Thì sau đó 3 người ăn cơm xong rồi dọn dẹp, tôi bắt đầu tìm một bãi cỏ nào đó nằm êm để cho mình có một cái giấc ngủ, tìm một cái thư giãn nào đó sau thời gian làm việc mệt nhọc trên đồng áng. Thì trong khi 3 người đàn bà này đang ngủ thì bất ngờ cái chị Ba đó chỉ lầm cầm người, chỉ là ma ma ma, như vậy hết sức sợ hãi và chỉ lầm còn gì
Chị chạy thẳng vào trong nhà của ông Ba Thôn. Bây giờ nhà ông Ba Thôn cách đó chỉ khoảng 200 thước. Khi mà những cái người ngồi nằm bên giúp mình thức dậy, chạy theo hỏi, chị ba, chị làm gì la dữ vậy? Thì chị ba này, chị chạy thẳng vào trong nhà của ông Ba Thôn. Và lúc đó, ông Ba Thôn cũng nghe tiếng la thất thanh. Ông chạy ra thì thấy chị ba này chạy đến, và ông ra nắm tay. Thầy hãy tỉnh lại, có gì hãy nói, hãy tỉnh lại, kể cho tôi nghe, tại sao mà la lớn như vậy? Thì chị ba này ngồi phải xuống đất, thở hào hỏi, với da mặt xanh dần, sợ hãi. Rồi những người ở sớm và những người gần đó, người ta cũng đến, dồn dập hỏi, chị thấy gì mà chị la lối dữ vậy? Chị thấy gì? Hay chị gặp cái gì mà chị la lối dữ như thế? Thì sau một hồi nghỉ ngơi, lấy lại bình tĩnh, thì cái chị ba này kể lại là trong khi chị ta nằm ngủ cũng như bao nhiêu người khác, thì tự nhiên thì tôi nghe nói là chị ba ơi, cơm hồi nãy chị ăn dư đó, chị cho tôi ăn với, tôi đói lắm. Thì cô ba này nói là lúc đó tôi cũng không có nghĩ rằng là ma quái gì hết, tôi tính là nhưng những người đi khu cùng đây họ ăn cơm họ thiếu, thành ra họ hỏi xin mình thôi, cũng tính mở mắt ra để có ai xin mình cho chứ chiều cũng mất công đem về. Thì khi mở mắt ra thì nhìn xung quanh thì thấy hai người nằm kế bên nhưng còn ngủ khò. Thì lại nghe một cái tiếng nói lại nữa là chị ba ơi, chị ăn cơm hồi nãy dư đó cho tôi đó, tôi đang xin chị nè. Như cái tiếng là kêu ra tiếng xin cơm đó là phát ra từ ở trên rọc cây gáo. Tôi nhìn lên thì thấy đó là một cái người đàn bà mặc một bộ đồ trắng, mặt xanh dần, bỏ tóc xõa, nằm ngồi dắt dẻo trên một cành cây và nhìn tôi cười và cũng tiếp tục. Chị ba ơi, chị cho cơm tôi đi, tôi đang đói lắm. Tôi cố lấy lại bình tĩnh nhưng mà tôi biết rằng đây không phải là giấc mộng, đây là sự thật. Tôi biết đó là ma, thành ra tôi hết sức sợ hãi và tôi bỏ chạy. Và chạy vào đây thì được mọi người kêu tôi đến và ngồi đây nãy giờ. Đó là sự thật, đó là tôi thấy là một sự thật chứ không phải là trong giấc chiêm bao. Bởi vì tôi cũng rất bình tĩnh, tôi cũng rất chủ động. Thì mọi người họ bàn tán với nhau là hồi nào ở giờ ở cái xóm của mình, ở làng của mình rất bình yên, đâu có việc ma quái gì, ngày ngày đêm đêm người họ đi chơi tấp nập cả tới người luôn, hay là cái gốc gáo này cũng không phải là thiếu người, ngày nào cũng có người rất đông kẻ qua người lại ngồi nhậu nhẹt là giỡn hết ở đây. Mà hôm nay là tại sao có chuyện ma quái này, hay là chỉ chiêm bao mộng mi gì đây? Thì mọi người đang bàn tán nói với nhau thì ông Ba Thôn ông chậm rãi ông nói một câu với mọi người. Ông nói khoan, tôi cũng muốn nói với bà con như thế này, theo việc tâm linh mà nói đó, thì những cái nhà bỏ hoang hoặc những cây cổ thụ ở ngoài đồng thường thường có những quan hồn, có những âm hồn không siêu thoát, không nên nương tựa, họ ẩn dở nơi đó. Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc ở chỗ là biết rằng cái cây gấu mình chắc chắn phải có là quan hồn và âm hồn ẩn dở đó, nhưng mà từ nào bà con sống rất yên vui, ngày ngày hàng người đến đó là điểm hẹn của nhiều người, không có gì xảy ra mà tại sao hôm nay có chuyện này? Đó cũng là cái điểm tôi thắc mắc. Thôi bà con cứ an tâm đi, để chiều nay tôi đến nấu một mâm cơm đến cúng kiến và gian giái nó, đừng có quấy phá bà con nữa đó. Thì sau khi ông trưởng làng nói thế thì bà con ai nấy về nhà nấy. Và sau đó chiều đó ông ba trưởng làng ông nấu mâm cơm đến cúng gian giái cầu siêu bình an cho mọi người. Thì câu chuyện đó im đi được chừng nửa tháng, không có gì xảy ra, mọi người cũng rất vui vẻ như những ngày trước đây. Nhưng mà rồi có một buổi chiều hôm nọ, cũng có hai thanh niên đó, đi nhổ cỏ lúa về, lúc đó trời cũng khoảng 5 giờ chiều rồi, hai thanh niên về đi trên con đường đất,
và họ cũng bàn tán nhau chiều nay về mình nhậu cái màu gì, rồi mình mời ai, hai người đang líu lo bàn tính cái chuyện buổi chiều là tối đêm nay mình đi chơi ở đâu đâu này kia nọ, hai người đang bàn tính thì đến cái gốc gáo. Hai thanh niên này nhìn vào gốc gáo cũng có thắc mắc là tại sao mà gốc gáo này chiều nay lại có cái một cô gái, một cô gái này có thể là rất đẹp, cũng rất dễ nhìn, tướng tá rất dễ nhìn, rất đáng thương. Thì hai thanh niên này đứng lại nhìn cô gái và nói với nhau là cái cô này ở đâu, chắc không phải ở làng mình, chắc ở làng bên cạnh, ở đâu đây, thôi mình ghé vào mình nói chuyện với cô ta vài câu làm quen chơi. Thì sau khi bàn tính, hai thanh niên bắt đầu vào mở lời làm quen với cô, nói chuyện với cô gái. Thì chàng ta hỏi cô gái là chắc cô là người không phải ở làng này, bởi vì những người ở làng này thì tôi đều biết hết, thấy cô hơi xa lạ, cô làm gì rồi đứng đây như là chờ ai đó. Thì cô gái nó nhìn hai thanh niên cười một nụ cười có thể là rất duyên dáng và trả lời là em ở làng bên cạnh đây, em có hẹn với một người ở làng này và em hẹn tại đây mà nãy giờ chờ hoài sao không thấy đến. Thì hai thanh niên đó mới hỏi là cô hẹn với ai, cô có thể cho tôi biết được không. Thì cô gái đó trả lời là làm sao cho biết được, rồi các anh cười em rồi sao. Thì cái lời nói của ta có thể là rất duyên dáng. Rồi hai thanh niên nọ, cô đứng đây một mình rồi cô không sợ ma hay sao. Thì cô gái đó lại cười thì nói là ma là gì phải sợ nó. Thì hai thanh niên này cũng cười, nói cô này cô là cô kể ra cũng bảo dạng à, hôm rày ở đây đó là cũng xảy ra cái chuyện ma, nó xuất hiện ban ngày, nó nhát người, cô không sợ hay sao. Thì cô rất là em cười là nói thì nó cũng là người như con mình, người như mình vậy thôi, chứ có gì đâu mà sợ nó, mấy anh nói như thế là em không chịu. Thì hai thanh niên này lại nói là lúc nó bình thường thì nó là con người thì rất dễ nhìn, nhưng mà lúc nó nhát người đó thì cái dốc hình nó xấu xí ghê lắm, cô chưa gặp nó lần nào hay sao. Thì cô gái này cũng cười nói nó xấu xí cỡ nào, các anh có thể diễn tả cho em nghe được không. Thì hai chàng này thì cũng diễn tả là cái mặt nó xanh, con mắt nó đen này kia, nó diễn tả cách xấu xí của nó. Thì cô gái này tự nhiên phát lên một nụ cười ma quái, kha 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 kha, và nói một cái câu thật lớn lên, nó xấu xí cỡ như em gì không. Thì cô ta chỉ cần khoát tay một cái thì cái mặt cô ta lúc đó là một cái mặt của con ma nữ, có thể là nó trắng như là phấn, cặp mắt nó đen như là nồi lo chảo, cái miệng thì đỏ như máu, và đưa hai cái bàn tay dài ra, cái móng tay dài đưa đến để chụp cổ hai thanh niên này. Hai thanh niên này hoảng hồn quá chạy, ma nữ, và lúc đó vừa chạy vừa la, chạy thẳng vào trong nhà của ông ba trưởng làng. Thì kèm theo đó là một tiếng cười khinh khách là các anh là nói là không sợ ma, ha 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 ha. Rồi sau đó hai thanh niên chạy vào nhà ông trưởng làng, ở đây cô gái đứng bên mắt. Thì ông ba mới hỏi lại hai đứa bay thấy cái gì mà chạy la dữ vậy. Thì hai thanh niên nó mới kể lại tất cả mọi việc cho ông ba trưởng làng này nha. Thì ông ba trưởng làng này ông thấy rằng, ông nói rằng tao cũng mới cúng cho nó ăn đây, thì hôm rày cũng yên, rồi hôm nay lại xảy ra cái chuyện này nữa, rồi gần đây không biết xảy ra chuyện gì khác đây nữa không. Thôi thì tao cũng có quen với một cái ông thầy, thầy bùa này cũng giỏi lắm, để tao có thể là nhờ ổng giúp cho tao để trừ yếm, để đem lại sự an lành cho những người trong xóm ấp của mình, trong xóm làng của mình. Thôi mới bây về đi. Thì cái đêm hôm đó, cũng đêm hôm đó, khoảng 9 giờ đêm hôm đó, trời bắt đầu nổi cơn giông.
sấm chớp bắt đầu nổ lên, mây đen ồ kéo đến và cơn mưa đã trút xuống rất nặng hạt, có thể là cơn mưa rất lớn. Thì mưa khoảng cỡ một tiếng đồng hồ như thế mới là tạnh được. Thì thường thường buổi chiều mà được một cơn mưa lớn như thế, đó là một cái lợi điểm cho những người đi bắt chuột, đi bắt cóc, bắt nhái, nhất là bắt ếch. Thì trong làng đó có một cái thanh niên nọ tên là Hai Lụng. Thanh niên này có thể nhà rất nghèo, cha mẹ chết hết, chỉ sống một mình, rồi chỉ biết đi làm thuê làm mướn, rồi đêm đêm đi cầm câu bắt ếch mà sống. Thì cơn mưa này thì tên Hai Lụng này nghĩ rằng đây là một cơ hội để ngày mai mình có tiền nhiều. Rồi sau đó tên Hai Lụng này mới là sửa soạn đèn soi rồi giống quải đi. Lúc đó thì cái thời buổi đó cũng còn xa xưa lắm, chưa có đèn bình như bây giờ, hồi đó còn xài đèn khí đá mà thôi, đèn soi là đèn khí đá. Thì khi tên Hai Lụng này quải rộng ra đi thì đi ngang nhà của ông Ba Thôn, ông trưởng làng. Thì lúc đó ông Ba Thôn cũng còn ngồi trước cửa chưa ngủ được, thấy Tư Lùng đi ngang, Hai Lùng đi ngang thì mới hỏi là mày đi sơ sao như ếch đâu phải không. Thì Hai Lùng nói dạ con đi sơ ếch bác ba ơi, thì ở ngoài đồng bác nghe ếch kêu nhiều lắm, đêm nay chắc ếch nhiều lắm. Ở thực tế thì ngoài đồng lúc đó là ếch kêu rất nhiều, kêu vang dậu luôn, rồi lúc ảnh ương cốc nhái đồ sau cơn mưa đó là có thể là ếch nhái kêu rất nhiều. Thì Hai Lùng mới nói với ông Ba Thông là con đi bắt ếch, ếch đêm nay nhiều lắm. Thì ông Ba Thông ông nói là trời còn sấm sét nhiều lắm, mày đi cũng phải cẩn thận đó nha, và mày đừng có đi gần gốc gáo nha, nhớ đừng có đi gần lại cây gáo. Thì tên Hai Lùng này cũng nhớ lại ông Ba Thông dặn, và từ đó bước xuống ruộng và đi tẻ đường khác, chứ tránh cái đường đi đến thẳng cây gáo. Thì thực tế đêm càng khuya ếch bắt cặp càng nhiều, bởi vì cái bắt ếch là đầu hôm ếch kêu thì nhiều nhưng mà khó bắt nó lắm, là bởi vì con ếch nó rất nhát, muốn bắt nó ếch được nhiều giấc thì bắt cũng giấc khuya, đến khi nào nó không còn kêu nữa hoặc là nó kêu nhưng mà nó kêu cái tiếng rất nhỏ, nó kêu cập 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 cập, là lúc đó nó đã mê cái lúc bắt cặp của nó, nó đã mê cặp của nó không còn nhảy nhót gì nữa hết trơn. Còn cái lúc mà nó kêu quệt 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 đó thì cái lúc đó coi như là mình đỡ đèn là nó trốn mất, hoặc là nó rất nhát khó bắt nó lắm. Thì ra cái tâm lý chung cái tên Hai Lùng này thì ra để tìm những cái nơi nào mà tiếng kêu ít nhỏ thì là cái ít tập trung nhiều. Thì sau đó đi quần bắt một hồi thì Hai Lùng nghe có một cái khu rất nhỏ tiếng ếch kêu rất nhiều mà kêu rất nhỏ. Thì thực tế đến đó là ếch rất nhiều, là Hai Lùng tha hồ chụp một cái là một cặp chứ không phải là một con, bởi lúc đó nó bắt cặp hai con, nó làm nằm một cặp, nó chỉ kêu cặp 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 thôi, chứ nó không kêu còn cứ quệt quệt lớn tiếng như ngày xưa nữa, như lúc trước nữa. Thì người ta gọi là ếch bắt cặp đó, ếch bắt cặp. Thì lúc đó rất dễ bắt. Thì Hai Lùng này bắt một chút xíu, có thể cái rộng gần đây rất nặng, thì bất ngờ gặp một con ếch thật lớn. Có thể nói là đời Hai Lùng, theo Hai Lùng kể lại là từ trước tới giờ bắt ếch chưa bao giờ gặp con ếch nào lớn như thế, gặp con ếch thật lớn, cặp mắt nó rõ que. Thì Hai Lùng cố tình chụp bắt cho được con ếch này. Thì vừa chụp xuống thì con ếch nhảy tới, vừa chụp xuống thì con ếch nhảy qua nhảy lại và nhảy. Hai Lùng cứ rượt mãi, rượt cố tình bắt cho được con ếch này, và rượt một hồi cho đến một cái bờ cỏ nọ, con ếch đó nhảy vào trong cái bờ cỏ và Hai Lùng nhảy tới chụp gì đè bờ cỏ xuống thì bắt được con ếch. Và khi lôi ra thì đó không còn phải là con ếch nữa mà là một cái sọ người,
một cái đầu lâu hay lùn quáng quá, buông ra má phải không, thì buông ra, đó là nhìn rõ đèn xuống, đó là cái đầu lâu chứ không phải là con ếch. Và nhìn ở trước mặt, cái gò trước mặt của hai lùn, đó là cái gò mã chứ không phải là một cái bụi cỏ. Rồi mới rọi đèn nhìn xung quanh, thì trước mặt của hai lùn đó là cái cây gáo trắng. Cây gáo trắng mà hồi nãy ông hai đã dặn là đừng có lại gần cây gáo trắng, có ma đó nghe. Thì bây giờ trước mặt của hai lùn là một cây gáo trắng. Thì hai lùn mới nói là, tự nói chung mình là không lẽ mình bị ma dẫn mình sao, con ếch này không lẽ là ma hay sao. Nhưng mà hai lùn nói là từ nào giờ mình chưa biết sợ ma. Bởi vì cuộc đời của hai lùn là cuộc đời nghèo khổ, ngày ngày thì phải cắm câu bắt ếch, đêm ngày đêm ở ngoài đồng với những cái lúc vắng người. Thành ra cái việc ma quái đối với hai lùn là cái việc bình thường thôi. Thành ra hai lùn đứng nghỉ một suy nghĩ một hồi, rồi không lẽ mình đêm nay bị ma nhá, nó dẫn mình đi đến đây hay sao. Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập tới cái tư tưởng của hai lùn. Rồi tự nhiên cái vỏ ếch hai lùn mang rất nặng trên vai hồi nãy, tự nhiên sao thấy nó nhẹ lại. Lại là một điểm kỳ quặc nữa. Hai lùn mới để cái rộng ếch mình xuống và mở cái nắp rơi đèn vô coi thử. Thì những con ếch đó không phải là con ếch mà là còn là đầu của ếch không. Và lúc đó thì có một cái tràng cười từ trên cây gáo vọng xuống, cười kha 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 và nói với hai lùn là ếch của mày đã bị tao ăn hết rồi, ếch của mày đã bị tao ăn hết rồi, tao cũng cảm ơn mày nghe hai lùn. Thì hai lùn lúc đó rất sợ, từ hồi nào giờ chưa biết sợ ma, nhưng mà bây giờ thấy cảnh tượng đó rất sợ và bỏ chạy về, và cũng chạy thẳng vào về làng. Sáng hôm đó hai lùn thức sớm đến cũng báo cáo cho ông trưởng làng hay, là đêm đêm tôi đi sợ ếch, tôi gặp cái cảnh như vậy đó, thì cũng báo cáo cho ông trưởng làng biết. Thì ông ba thôn này ông mới nói là cái chuyện này là cái chuyện coi như là gấp rút rồi, chứ không thể là trì hoãn được. Bởi vì chỉ có một ngày thôi, trước đây thì một người đàn bà bị ma nhát rồi cũng cúng cơm cho nó, thì nó khoảng cách được chừng khoảng nửa tháng. Rồi trong đêm nay, chiều hôm nay, rồi tối hôm nay lại có những hiện tượng ma nhát kỳ quặc như thế này. Đây là một cái chuyện gấp gáp. Thôi con về đi, đây giờ bác sửa sẵn đi đến ông thầy để là hỏi em coi lý do tại sao từ trước tới giờ cái làng này rất yên ổn mà bây giờ bị ma nhát như thế này, rồi ông có cách nào bài trừ không. Thì con về đi. Thôi lúc đó ông ra thôn, ông sửa sẵn để đi tìm ông thầy, thầy bùa ban của ông. Thì khi đến ông thầy bùa, ông hai thôn này ông mới bày tỏ hết mọi việc cho ông thầy bùa này nghe, là trước đây tại sao mà cái làng này không bị ma mà bây giờ bị ma nhát như thế. Và cái cây gáo này là cái cây gáo cũng có rất đông người đến, hồi nào giờ không có hiện tượng xảy ra, mà bây giờ tại sao cái cây gáo trắng này lại bị ma ám như thế, ma nó ở đó như thế, nhiều như thế. Thì sau khi bày tỏ mọi việc thì ông thầy ông mới ngồi, ông mới trầm ngâm suy nghĩ, nhắm mắt lại và gần như ông có một cái suy nghĩ nào đó, hay là ông đang nói gì với một ai đó. Ông cũng có tiếng rồi ông cũng có nói vậy hả tôi đã hiểu rồi. Dường như ông đang nói gì với một ai đó. Rồi một lát sau ông mở mắt ra, ông mới nói với ông ba thôn, ông trưởng làng là hồi nãy giờ đó tôi đã sai các thần tướng đi đến cây gáo trắng của ông ở gần nhà ông, và nó về nó mách bảo cho tôi biết là cây gáo trắng đó hồi trước nó đã có cái nhiều quan hầu, nhiều linh hồn ẩn ở đó rồi, nhưng mà được những người dân trong làng đến ăn uống ăn nhậu ha, rồi gian giái cho nó ha, những đất đai dân trạch thần hoàng bốn cảnh các vị khuất mặt khuất mày trong đất trong cát gì đó ha, đến ăn uống cảm ơn chiến chiếu gì đó ha, thì nó cũng được đến ăn hưởng chung, thì nó cũng được no đủ, nó không quấy phá. Rồi bây giờ đây đó, gần đây đó, sở dĩ mà có cái việc mà quấy phá ở xóm làng của ông là có một cái loài quỷ dữ nó đi ngang
nó thấy cái gốc cây này, cái bóng mát cây của cây gốc trắng này nó cũng là một điểm lợi cho nó ở, thành ra nó ghé đó nó ở, rồi nó quấy phá cứ như dân trong làng. Mục đích của nó đó là nó muốn người trong làng cúng kiến cho nó ăn mà thôi. Nhưng mà nếu mà cúng kiến cho nó ăn thường xuyên và nó ở đó thời gian lâu dài thì nó sẽ tụ hợp những âm khí của nó, những dương khí của nó được đầy đủ thì nó sẽ trở thành những loài quý dữ, nó còn hại người còn thêm nữa, chứ không phải là như ngày hôm nay. Thôi hôm nay nghe anh nói vậy thì để tôi, cái nghề của tôi là cái nghề mà trừ yêu bắt quỷ mà, anh cũng biết mà ha. Thôi để tôi giúp cho anh, tôi đến tôi trừ cái con quỷ này cho ha. Tôi hẹn rằng anh ngày mai, sáng mai tôi sẽ đến để tôi bắt những con quỷ này. Nếu mà tôi ếm mà nó không chịu đi thì tôi sẽ bắt nó đem về đây, tôi đốt nó thành tro bụi cho nó không còn hại người nữa. Thì nghe ông thầy nói như thế thì ông hai, ông ba thôn đi về nhà. Và cái đêm đó cũng khoảng cỡ 8 giờ tối thì trời bắt đầu mưa, và cơn mưa rất lớn. Cơn mưa rất lớn, có thể là từ trước, từ đầu mùa tới giờ chưa có cơn mưa nào lớn như thế. Và sấm sét nổ rất nhiều, y đùng ở đầu này đầu nọ. Những tiếng sét đó cũng có thể là nhiều hơn những cái cơn mưa trước. Rồi bất ngờ chừng khoảng cơn mưa chừng khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau, bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn, đùng một cái rất lớn. Mà dưới tiếng nổ đó có thể nói là không phải là cái làng của ông ba thôn này, mà những cái làng gần đó, những cái làng xung quanh đó ai cũng phải giật mình. Những cái nổ thật lớn và một cái chớp nhoáng thật lớn, và người ta bàn tán với nhau, người ta nói làm gì mà có tiếng nổ lớn như thế, tiếng nổ này chắc có thể là trời đánh ma, hoặc là một cái trời đánh ma quái gì đây, chứ không phải là một tiếng nổ thường. Họ bàn tán với nhau như thế. Thì buổi sáng hôm đó những người đi đồng xuống chịu chạy hãy trở lại nhà ông ba thôn. Ông ba ơi, ông ba, cái cây gáo giờ nó bị đã bị trời đánh, đêm hôm đã bị trời đánh gãy ngang cái đọt của nó rất lớn, cái đọt của nó có thể bằng gốc dừa, tàn của nó là hiện giờ là nằm che phủ cả đường đi. Thì mọi người đều đến để xem gốc gáo như thế là bị trời đánh. Và họ đi xung quanh gốc gáo thì họ thấy cái một đường tét dài từ ở trên cái điểm gãy ngang của cây gáo xuống đến gốc của cây gáo là một cái đường tét dài và nám đen như là có ai đục khoét và đốt bốc. Người ta nhìn như thế, người ta nói là trời đánh. Và họ bàn tán với nhau, họ mừng rỡ là cái cây gáo này nó đã có ma, nay bị trời đánh như thế thì từ đây chấp lên chắc mình không còn sợ ma nữa. Họ bàn tán, họ rất vui vẻ với nhau. Thì lúc đó theo lời hẹn của ông thầy bùa, ông hẹn với cái ông ba thôn, ông trưởng làng là sáng mai ông đến để ông trừ ếm cái cây gáo này. Thì khi ông đến thì ông thấy cây gáo đã bị đánh gãy ngang nửa chừng, cái đọt nằm còn đó. Và ông đi xung quanh, ông nhìn xung quanh và ông nói với ông ba trưởng làng, ông nói mặc dù cây gáo này bị trời đánh như thế nhưng mà cái âm khí của nó còn rất nặng, là trời đánh nhưng mà cũng không phải là chết hết những loài yêu quái trên này, mà cũng có những con chạy được. Nếu mà để cây gáo này còn sống thì ngày gần đây những âm hồn đó, những con quỷ đó nó sẽ trở lại nữa. Thôi bây giờ tôi muốn bàn với ông trưởng làng là mình đốt cây gáo này cho nó chết đi, rồi sau đó tôi sẽ ếm dưới gốc cây gáo này một cục gạch, thì từ đó xếp lên tôi bảo đảm với ông là cái làng này trở lại bình yên, không còn ma quái nữa. Sau đó ông trưởng thôn, ông cũng nghe lời ông thầy, ông mới kêu những thanh niên xúm nhau chặt cưa những cái nhánh của cái đọt gáo chất xung quanh cái gốc gáo, rồi ông nhờ những cái thanh niên đó đến cha hẹo dời cái cây rơm
cây rơm xe hào, ông chứa một cây rơm lớn lắm để ông dành ông chụm. Thì kêu những thanh niên đó đến giờ những cốc rơm, cây rơm đó chất xung quanh gốc gáo để làm bổi và đốt. Sau đó ông thầy ông lại ếm thêm một cây gạch ở dưới gốc gáo đó nữa. Từ đó dân trong làng có cuộc sống bình yên. Câu chuyện của Úc kể đến đây là hết. Chào tất cả các cháu.